Như vậy là mình đã thắng được một trận rồi. À, trận mà thắng được một điểm, như vậy là chúng ta đã đi được 50% quãng đường. Cố gắng thắng thêm trận thứ hai nữa sẽ không còn hất ghi nào bị thương nữa. Nhưng mà để kiếm được những hất ghi mà có thể sức mạnh ngang bằng được cái bên kia thì thật sự khó. Bởi vì các bạn biết đó, bây giờ mình không hề biết được bên phe kia thật sự có gì, và những hất ghi bên đó thật sự là ai nữa, và sức mạnh bên kia như thế nào. Mình cũng thật sự đang đi vào ngõ cụt, không có đường nào để có thể biết được những hất ghi bên kia còn lại là những ai, những hất ghi mạnh hơn nữa là những ai. Sức mạnh của tên HGS666 lần trước mà các bạn đã thấy thì hắn ta sức mạnh đã kinh khủng như thế nào khi thức tỉnh lên. Rồi liệu những hất ghi hạng S kia sức mạnh sẽ như thế nào nữa. Mình không thể nào đánh giá thấp hắn ta được. Ở chiến thắng một điểm này, mình phải cần thông báo cho tất cả những hất ghi khác biết mới được. Được rồi, đi qua nhà của Daddy thôi. Theo chân mình nào mấy bạn ơi. Được rồi, bây giờ thì mình đã tới được nhà của Daddy rồi mấy bạn ơi. Được rồi, Daddy, ông đâu ơi, Daddy ơi. Ủa, ông đâu mất tiêu rồi ta? Dạ hả? Tôi đây. Ở đâu vậy? Tôi nè, bên trái ông này ông nội ơi. Thấy ơi, ủa mà người tới đây có chuyện gì vậy? Ê trời ơi. Ở nhà đi ha. Đây. Ý sao mà người qua đây vậy? Trận chiến đó đã thành công rồi. Chúng ta đã được một điểm. Gia đình anh em Mitty rất đỉnh luôn. Đương nhiên rồi. Như vậy tuyệt quá. Một điểm rồi. Nhưng mà bây giờ tình hình tiếp theo á, gần là chúng ta sẽ đến với cấp bậc S. Là sao? S sao? Là những hất ghi phải là hất ghi mạnh thật sự. Thế cậu đã tìm được những ai rồi? Đương nhiên người S đầu tiên mà tôi để vô chắc chắn 100% đó chính là Danny Benny rồi. À đúng rồi, tên đó cũng hợp lý đó. Đúng vậy, bậc S nhưng mà phải là người solo. Ý là người mà kiểu không có kết hợp đúng không? Đúng rồi, không được kết hợp đó. Trận đấu này là không được trận đấu, không được kết hợp. Nên là tôi cũng đang phân vân rằng là không biết ông như nào. Có tự tin đánh trong bậc S không? À, đúng vậy. Tự tin sao? Quá là dễ rồi. Đương nhiên là rất tự tin rồi. Ngươi quên là Radita ngày xưa đã làm nên sóng gió như thế nào hả? Ai, ngươi không cần phải nói, nhà của ta chắc chắn phải đại diện trong bảng S rồi. Ngươi đừng có khinh thường nhà của ta như thế. Tôi biết, tôi biết là như vậy. Nhưng mà hồi xưa là ông còn với lại con của ông, với lại ông còn có lòng hận thù nữa, nên là ý chí sức mạnh chiến đấu của ông rất là nhiều. Mà lần này ông không phải kết hợp được với lại Billy, kèm thêm nữa là ông không còn ý chí hận thù như trước nữa. Ai? Ngươi đừng có nghe, ngươi chưa có nghe câu đừng càng già càng cay hả? Ông già của ta tuy là lớn tuổi rồi nhưng mà ông cũng mạnh lắm á nha. Nói về việc không kết hợp thì ngươi đúng. Nói về việc hận tù hay ghét phe bên kia hả? Thì ta cực kỳ ghét đó, nó tấn công con trai với con dâu của ta mà. Ban đầu á thì tôi cũng suy nghĩ giống như vậy nè. Tôi cũng nghĩ rằng là ông cũng sẽ rất là mạnh để đánh. Nhưng mà sau khi cái vòng 1 vừa rồi thì tôi biết được rằng là bọn chúng chơi âm mưu rất ghiệt, rất giỏi nha. Bọn chúng đưa một hất ghi thần nào vô đó giống của gia đình Mitty á, xong rồi thức tỉnh lên, nên là sức mạnh có thể giống như là nhét một hạng hạng A vô nhưng mà năng lực của nó hạng F vậy đó. Không vậy, à, cứ yên tâm. Nhiều trò bẩn thỉu vậy. Nên là mày mà con thần gì? Thần đang hả? Thì biết rồi, thì đương nhiên là chúng ta thắng rồi. Đúng. Thì ngươi nghĩ ai sẽ là người hợp lý để đưa vô tiếp đây? Rất khó luôn. Rất khó sao? Đúng vậy. Bởi vì ông nhìn ông với lại Danny Benny thì nó lệch sức mạnh nhau rất kinh khủng á. Ai, ngươi đừng có thinh tường ông già của ta vậy nha. Đợt Benny Benny đó thì tao biết cứ mỗi ngày anh ta sinh ra được nhân cách thì ta có nói bình thường đâu, nhưng mà ba của ngươi còn chấp nhận rằng là ông ấy bị lệch sức mạnh mà. Ai, ông già háo chiến của tôi ngày xưa đâu rồi? Ông phải tự tin lên chứ, nhận là ba chồng của tôi mà. Ôi, ông làm gì mất mặt gia đình này quá. Ta thì ta tự tin rồi đó, nhưng bọn chúng lại chơi trò bẩn thỉu kia. Đúng vậy, à, với lại không đánh lại thì lại hại cho đội mình đó. Vòng 1 tôi còn biết được rằng là bọn chúng còn có thể biết được những hất ghi nào của bọn chúng, nhưng mà vòng này là tôi không biết là bọn chúng đang sở hữu những hất ghi hay ép gì luôn á. Khó nhỉ. Cũng là khó khăn thật đó. Thôi ông già, ông cứ đánh đi, ông đi, ông sợ. Làm sao để chúng ta biết được chắc chắn chúng ta giành phần thắng kia kìa. Đúng rồi. Chủ yếu là như vậy. Theo ngươi nói lần trước thì chúng ta sẽ đấu 3 trận đúng không? Đúng vậy. Nếu không có thông tin gì hết thì chúng ta sẽ phải đánh theo kiểu là nhận thua trận này thôi. Như vậy chưa đánh nữa mà nhận thua rồi. Chưa đánh mà nhận thua rồi, như vậy thì không được đâu. Trời ơi.
Tình luôn. Hey. Ta là phải thăm dò kiểu vậy đó. Bây giờ nếu mà chúng ta càng đánh thêm một trận nữa thì sẽ có những hức ghi khác gia trận, thì chúng ta sẽ làm trọng thương họ hơn nữa. Nên là tôi đang muốn chúng ta đánh nhanh gánh gọn rút lẹ đi đi, tránh thương vào ông này. Nếu đưa Danny Benny ra mà không thắng trận này đó hả, thì lần sau chúng ta đâu có được xài Danny Benny một lần nào nữa đâu. Tại sao không được xài ông nội? Chúng ta vẫn được xài như bình thường thôi. Nó không có quy định là lặp lại những hức ghi khác. Bây giờ mặc kệ Danny Benny đi. Ông có tự tin thôi nào rằng ông đánh thành công không? Ông phải có tự tin là ông có sức lực, sức mạnh ý. Thôi chưa gì ông nãy rồi, ông thử hỏi ông tôi thì tôi có dám đưa vô không? Dạ của tôi ông rú lắm rồi, hay là ông đã tôi cho tôi xử bọn nó tới một á. Cái gì ba mày chắc một giây quá. Anh bình tĩnh lại đi. Đi ra một cái người ta gõ cho một cái mình nằm luôn nha mày. Tao mà mày đánh còn lại nữa. Thôi ông nói gì ông già. Dạ tôi mạnh lắm nha, tôi đặt ra ông luôn á. Mà chồng tôi ra chiến thì tôi cũng ra chiến với chồng tôi luôn, hợp lý không? Mày nữa, mày đi thua sức mạnh thôi. Trời ơi, giờ mày có sức mạnh đâu bà nội cái tay. Nhưng mà cứ yên tâm, tôi có sức mạnh ý chí còn hơn cả nhà này. Ông mạnh mà ông không có ý chí. Ai, em ở nhà đi. Ok, bây giờ chấp nhận là có thể ra đi, có thể đi đi. Đúng nhưng rồi. Mà chúng ta cần ba người lận. Người cuối thì là ai? Ai cũng được bên gia đình anh móc đi nha. Đương nhiên là chúng ta phải cần kiếm một hức ghi nào đó đơn lẻ mà có thể sức mạnh là hạng S kia kìa. Một người nữa sao? Không kết hợp sao? Khó vậy? Tôi không thể nào biết được hức ghi nào hạng S như thế nào. Hức ghi tối thượng nhân tạo à? Hức ghi nhân tạo hả? Ồ, nó có được tính là kết hợp không? Không. Nó là một con lẻ mà. Đúng vậy, nó là một con lẻ. Cả ta đem cải tiến lên tùm lum á. Điện đi phục tùng tấn cấp như quá trời á. Ê, được nha, nếu như vậy thì hức ghi nhân tạo chắc chắn là được, hợp lý. Được. Đi qua bên hỏi xem. Nhưng mà, ông có thể bị thay đổi đó Daddy. Cũng được rồi, ta không để ý đâu. Ê, ông nói gì ông già? Thôi, tôi là, tôi muốn. Ta cần là chiến thắng. Thứ chúng ta cần là thắng, đúng vậy. Với lại là, người thay thế ông thì chỉ có thể là Kata nếu mà ông ấy có sức mạnh trở lại thôi. À, vậy thì hợp lý, vậy thì ta chấp nhận. Đúng vậy, nếu mà có con bài Kata vào chúng ta thì trận chiến này tụi nó Kata mà chưa đánh là tương lai trong giờ quá bỏ ông già. Tụi nó sẽ chắc chắn nắm phần thua luôn. Nhưng mà quan trọng mà... người quyết định Kata không phải là chúng tôi, không phải là cậu, mà là ông Yesu. Đúng rồi đó. Ai biết rồi, tôi thấy mấy ông già thầm gì đó lú lẫn hết trơn rồi nha. Không chịu trả sức mạnh lại đến thắng cũng cho đó. Bị cái gì á? Mọi người vẫn lo sợ rằng là cuộc chiến này là Kata đang nằm phía sau. Ông ấy luôn nghĩ như vậy. Trời ơi, giờ Kata là cha vợ của tôi nè. Giờ có chuyện gì nữa tôi lo cho. Kata đúng là trước đây là một tên độc ác, nhưng ta không nghĩ hắn chơi trò thiếu nhân như vậy. Không biết được Kata từng làm gì thì mọi người cũng đã biết rồi đó. Với lại rằng là Kata hắn ta cũng đã từng giết em trai của Yesu nữa. Ở tụi hương con giả lái như vậy mà giờ ông lẻ ông phải con gái ông à. Phải như được của bọn tôi luôn à. Sao tôi biết nói được nữa, tôi cũng không chắc chắn được là có thật sự thương ông đâu. Trời ơi cái gì vậy? Ba của em đó. Trời ơi gia đình này nhức đầu quá trời ơi. Oh my god. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi qua tìm hức ghi nhân tạo trước đây. Nhức đầu quá. Được rồi. Ừ, đi đi. Ừ, vậy đi. Nghĩ kỹ càng vào. Ok, thôi cảm ơn mọi người. Trời ơi, Kitty bả còn không tin được ba của bả nữa. Lấy gì tôi tin để tôi đi nói chuyện với lại Yesu được trời. Khó khăn được chứ. Nhưng mà cái con bài hức ghi nhân tạo đó thì sức mạnh cũng kinh khủng đó. Nên là chúng ta sẽ đi tìm hức ghi nhân tạo thôi các bạn ơi. Let's go. Được rồi, tiếp theo các cậu hãy nâng cấp hức ghi nhân tạo này theo hướng này đi. Tiếp theo là những cái năng lượng, những cái sức mạnh mà tôi đã thu thập được các cậu nên nén lại và cho vào hức ghi nhân tạo chưa? Theo lệnh của ngài thì mã lệnh CBS190 đã được nhét vào rồi ạ. À. Theo thì còn hai mã nữa đã được cho vào chưa? Tôi đã mã CBR vào rồi, CBR58. Rồi, theo quá trình chúng ta tính chậm lần trước thì lõi năng lượng là ở vị trí 3, 35, 72 rất dễ bị hư tổn. Chúng ta cần phải gia cố cho những chỗ đó nữa. Vậy lần này sức mạnh sẽ tăng lên là chúng ta sẽ cần cấp cái nguồn năng lượng mới bất tận hơn. Được. Tôi sẽ nghiên cứu và lắp đặt vào hức ghi nhân tạo ngay. Được rồi. Nhưng mà ngay chỗ này, cái cổng S các cậu thấy không? Hay nén nó, kích qua cổng E đi, như vậy sẽ tăng được nguồn điện lên đó. Dạ. Được. Cái gì mà chuyên nghiệp dữ vậy ta? Hả? Hi ha sao? Hôm nay cậu đến đây làm gì vậy? Chúng tôi đang ngồi nâng cấp cho hức ghi nhân tạo.
Ê trời ơi, ông cũng đã biết rằng là chúng ta đang đấu với trận đấu đầu tiên rồi đúng không? Ờ, cái đó tôi biết, có chuyện gì hả? Chúng ta đã thắng được trận đấu đầu tiên. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Nhưng mà trận đấu thứ hai là những Huggies. Huggies là sao? Huggies mạnh giống như là Danny Benny đó. Những Huggies mà không thể kết hợp mà vẫn có thể mạnh được. Vậy ông có qua đây để mượn Huggies nhân tạo đúng không? Đúng vậy. Thứ tụi tôi cần đang chính là hức ghi nhân tạo của ông. Tôi nghe láng tháng qua thì ông đang nâng cấp cho nó sao? Nó như thế nào rồi? Đúng rồi, hiện tại là tôi mới xong một cuộc thử nghiệm lên nó nên là đang nâng cấp những cái điểm còn thiếu. Tôi nghe nói là nguồn điện bọn nó đang có vấn đề gì sao? Đúng rồi, nguồn điện đang thiếu, rất là thiếu luôn á. Nên bởi vì tôi vừa nâng cấp thêm rất nhiều vũ khí rồi này kia cho nó nữa nên là cần rất nhiều năng lượng. Hey, tôi muốn hỏi ông điều như thế này đây. Nếu tôi mượn và cung cấp thêm cho ông sức mạnh nữa thì sao? Tôi sẽ cung cấp rất nhiều sức mạnh của nhiều Huggies khác để đưa vào bên trong Huggies nhân tạo. Thì ông có thể biến nó thành một Huggies rất mạnh không, Tara? Thật sao? Điều đó là có thể đó. Nó sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật của tôi, một tác phẩm vĩ đại nhất của tôi đó. Được, tôi cung cấp rất nhiều sức mạnh cho ông. Đi theo tôi sẽ đưa bọn chúng cho ông. Thêm nhiều sức mạnh nữa hả? Vậy là tác phẩm Huggies nhân tạo này nó sẽ mạnh thêm nhiều nữa đó. Nhưng mà nếu mạnh như vậy thì không biết là liệu cơ thể nó có thể chịu đựng được hay không nữa. Thì đó mới là cần chúng ta nghiên cứu chứ. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm việc thôi nào. Được, đi nghiên cứu thôi. Đây là đâu vậy ha? Đây chính là nơi lãnh địa ngôi nhà của Yesu đó. Vào đây. Ờ, được. Chúng ta phải cần lấy được sức mạnh tốc độ của anh em nhà Mít đi thì nó sẽ rất là tốt luôn đó. Wow, chỗ này nguy nga thật. Đúng vậy, Yesu đây ở bên trong. Vào với tôi nào, nhanh lên. Được rồi, vào trong nào, ta ra, theo tôi đây, tôi. Một ngày sau đây, chờ xíu. Thì hà sao, cậu lại đến đây nữa hả? Oh, hello mọi người. Hello. Tôi à. Hôm nay tôi đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo đây. Sao rồi, tới đâu rồi? Hiện giờ tôi có một Huggies là Huggies nhân tạo. Đây chính là chủ nhân mà chế tạo ra được Huggies nhân tạo. Tôi muốn dẫn lên đây là để chúng ta cần nâng cấp Huggies nhân tạo đó. Ông ấy có thể thu thập sức mạnh của từng Huggies chúng ta và cho vào Huggies nhân tạo. Nên là nếu mà càng nhiều sức mạnh thì tương đương Huggies nhân tạo sẽ rất mạnh. Nó có thể là phòng chống cho cái việc mà bọn kia bất ngờ trong cái việc mà chúng ta sở hữu Huggies nhân tạo này đó. Vậy anh đâu mập á, sức mạnh của bọn em đi, mạnh hơn là dễ hắn hơn. Khoan đã, các con bình tĩnh đi. Sức mạnh của các con chính là sức mạnh của những vị thần đó. Không thể để cho người khác lấy sức mạnh của mình đơn giản như vậy được. Nhưng mà cái này cần thiết cho sự chiến thắng của bọn mình mà cha. Đúng rồi đó cha. Tại sao các con lại có thể tin tưởng cái tên Huggies màu xanh kia đến như vậy chứ? Dù sao cũng là người quen mà, người quen của anh nha. Thì không sao đâu. Tara đã cùng với tôi đánh chiến qua biết bao nhiêu trận chiến. Từ Kitty cho đến Kata hết biết bao nhiêu trận rồi. Cha ơi, con nghĩ anh đi nha. Cha tin anh đi nha. Cha cứ tin những lựa chọn của anh đi nha đi cha. Đúng rồi. Xin ngài Yesu, xin ngài hãy giúp tôi. Chỉ cần có sức mạnh của mọi người, tôi có thể nâng cấp Huggies nhân tạo trở thành một con Huggies mạnh, rất mạnh luôn, và nó có thể giúp chúng ta chiến thắng. Đúng rồi đó. Rồi ngươi sẽ kiểm soát cái con Huggies nhân tạo đó bằng cách nào hả? Huggies nhân tạo mà chính tay ta ra làm ra thì cậu ta có thể kiểm soát hoàn toàn cái con Huggies nhân tạo đó luôn. Đúng vậy. Tôi đã từng thấy kiểm soát rất là tốt đó. Nó được kết nối trực tiếp tới cái sóng não của tôi nên tôi có thể điều khiển mọi hành động của nó. Đến mức đó luôn sao? Ngươi quả nhiên đúng là một nhà phát minh tài ba mà. Được rồi, ngươi chỉ có thể lấy 3 sức mạnh của những đứa trong đây thôi. Vậy cũng là quá đủ rồi. Dạ, lấy hết thì mạnh hơn thôi chứ. Không được, ta phải đề phòng rằng là sau này nếu mà hắn ta có chuyện gì, hắn ta lại sử dụng sức mạnh đó. Với nhắc, đó sẽ là một mối nguy hại cho chúng ta rất lớn. Làm gì cũng phải nghĩ về sau này mấy đứa à. Ta không chắc thì hắn ta có thể phản bội không. Nhưng mà ta không tin được vào những con máy móc tí nào đâu. Thôi được rồi, ba là quá đủ rồi. Đúng rồi, dạ, ba dạ, là cũng lấy sức mạnh của ai anh? Lấy sức mạnh của tôi nè, sức mạnh của tôi mạnh lắm. Còn ánh sáng của tôi nè. Ồ thì tôi nên lấy của ai đây? Điều đầu tiên Huggies mà cần ông lấy nhất chính là của bé mày. Bé mày bé có mày thể có sức mạnh gì? Sức mạnh của bé mày có thể biến thành mày. Nên là hắn ta coi như là đánh không trúng được luôn đó. Không hiểu cái dạng đó không? Đó. Đúng vậy. Sức mạnh của bé mày tuy là nó không có đánh mạnh gì nhiều, nhưng mà về phòng thủ
thì có thể là một cái gì đó rất là kinh khủng đó. Tôi nghĩ là cũng không cần thêm quá nhiều sức tấn công đâu. Bây giờ tôi đã nâng cấp cho nó rất mạnh rồi. Hoặc là chúng ta có thể chọn thêm sức tấn khác. Nhưng khả năng phòng thủ này tôi nghĩ rất đúng vậy. Tiếp theo là tôi cần ông sức mạnh hỗ trợ búp sức mạnh của Hana Midi. Đúng rồi, tôi có thể khống chế đối phương đó. Khống chế sao? Đúng vậy, cũng hợp lý đó. Và tốc độ cuối cùng, bạn sáng của tôi đi. Tôi lại muốn của God đi nhiều hơn. Đúng rồi, lấy sinh mạnh của tôi nè. Là sao vậy? Tốc độ của tôi nhanh lắm. Lấy của anh God đi vậy, anh God đi nhanh hơn mà. God đi có thể đánh tầm xa cũng như là đánh với diện rộng hơn là hất ghi ánh sáng nhiều. Hợp lý. Mặc dù tốc độ thì thua ánh sáng thôi, nhưng mà God đi, tốc độ của God đi thì không ai cũng có thể bắt kịp được đâu. Nó cũng là một cái gì đó rất lớn rồi. Sức mạnh của cậu God đi là gì vậy? Cậu quên là chúng ta cần thêm nguồn năng lượng nữa hả? Đúng vậy, sức mạnh điện nữa đó. Chúng ta có thể cung cấp cho sức mạnh sét là có thể cung cấp điện cho nguồn năng lượng vô tận nữa. Vậy là phù hợp quá rồi. Đúng rồi, người máy càng điện để được sạc pin. Được rồi, vậy là cậu lấy 3 sức mạnh của Hana, Bé Mây và God đi đúng không? Đúng vậy thưa ngài Jetsu. Đúng như vậy. Được rồi, các con hãy đưa cho hắn. Được rồi, ta ra. Chúng ta thu thập thôi. Rồi chúng ta sẽ qua được. Những hướng đi khác nữa. Tôi xin phép. Bây giờ chúng tôi làm gì? Được rồi, mọi người ra ngoài đây. Tôi sẽ bắt đầu thu thập sức mạnh. Nếu mà lấy như vậy thì các con của ta có mất sức mạnh không? Không đâu, hình như là chỉ sao chép thôi. Ừ, thế thì cũng được. Nhưng mà Iha, cậu phải là người nắm quyền cái con Huggy đó. Không muốn, ta không muốn tác phẩm của hắn ta rơi vào tay của kẻ khác đâu. Tôi biết rồi, nhưng mà... Nhưng mà ba Huggy hạng S mà cậu chọn là ai vậy? Ba người Huggy hạng S của tôi sẽ là Raddy, Huggy nhân tạo và Danny Benny. Oh, yep. Oh, Rodney cũng tham gia sao? Hiện người đã có cách đối phó rồi. Vậy, thì, vậy tốt. Thì tốt. Nhưng mà nếu có sức mạnh của Kata nữa thì hoàn hảo đó. Ta thấy như Huggy vừa rồi là quá đủ. Cộng thêm Huggy nhân tạo đó mà có thêm sức mạnh của những Huggy khác còn hơn Kata nữa huống chi. Trời ơi, cha cố chắc quá. Bây giờ có Kata nữa thì hắn nhanh luôn. Mà nói một trận nữa là xong rồi. Là trận chiến cuối cùng không phải ai phải bị thương nữa. Ta luôn tính đường xa. Ta không muốn mọi thứ trước mắt đâu. Nên là như vậy là quá đủ rồi. Thôi như vậy là được rồi. Bả sức mạnh là cũng nhiều rồi đó. Đúng, đúng vậy nha. Dù vậy chúng ta đã thắng chứ một trận mà. Nếu mà có lỡ trục trặc gì mà hắn nữa thì kết thúc luôn. Đúng vậy, trận này mà thắng nữa thì kết thúc luôn đó. Không cần đến cái trận kết hợp gì hết. Thôi, bây giờ thì tôi đi để tiếp tục qua những sức mạnh của những Huggy khác đây. Cảm ơn mọi người nha. Tạm biệt anh nha. Tạm biệt. Cảm các cô cậu nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người bất mã từ trận chiến đợt 1 rồi. Bây giờ thì để bọn tôi xử lý cho. Bây giờ tôi đưa sức mạnh. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ tôi cũng đi nghỉ ngơi đây. Ta trận chiến lần 1 mệt mỏi quá. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Tụi anh biết rồi. Đi thôi ta ra. Bọn tôi sẽ làm hết sức không phụ lòng mọi người đâu. Được rồi, tạm biệt mọi người. Tôi không chào tất cả mọi người đó. Tạm biệt. Được rồi, bây giờ người tiếp theo. Ta ra, ông có thể cho tôi copy sức mạnh của ông để có thể nghiên cứu trong việc đại chiến lần này không? À, trận đại chiến lần này à? Vậy được, cứ lấy của ta đi. Mà đánh bại cái tên tiến sĩ đó cho ta. Được rồi, ta ra. Làm thôi. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mời em qua đây. Được rồi, vào trong nào ta ra. Hello gia đình. Trời ơi, lâu quá chào mọi người. Lâu lắm mới gặp lại. Bây giờ tôi đang cần gấp để sức mạnh của mọi người. Bọn tôi đang cần copy để nâng cấp một Huggy nhân tạo mới để đánh bại trong trận chiến đại chiến Huggy sắp tới đó. Sức mạnh của chúng tôi là hai vợ chồng tôi luôn đúng không? Đúng vậy. Mọi người có cảm phiền để tôi copy hai sức mạnh của hai người được không? Đúng rồi, chỉ là copy thôi, không gây hại gì đâu. Chứ trời, mình có gì đâu. Con thì sao? Con còn chưa biết sức mạnh của mình là gì nữa mà. Thôi cứ tạm thời lấy cha mẹ của con trước là được. Được rồi, lấy thôi đi, ta ra. Chúng ta qua người khác nữa. Được rồi, mọi người theo tôi.